Ok, chúng ta vẫn mở và tên là 29 nhé, dùng bản mới nhất đi. Mới nhất thì xem nó tính năng gì nhiều hơn không? Mọi người ngoài nhà thiết tiền chế, mọi người có cái thiết bị hay là gì khác? Một bên trừ mấy bên nhà kêu thép, thép hình chắc vẫn giúp ngồi đúng không? Thiết bị ít đúng không? Vẫn là kết cấu thép là chính đúng không? Vâng, thép thì tiền chế là chính. Thì cái đấy càng dễ, thiết bị nó còn lâu hơn, dạng là thép nó điển hình nhiều hơn. Người bây giờ chắc nó làm nhà nhiều tầng nhiều, làm nhà công nghiệp nhiều tầng cũng có cả nhà nhiều tầng, cả nhiều tầng thì nó làm bây giờ phải 6 tầng. Với trên Thái Nguyên thì chỗ khu Samsung cũng xây nhiều. Samsung nhiều đúng không? Vẫn luôn phụ trợ đất cũng nhiều mà. Ừ. Như bên mình làm nhiều nơi á, chủ yếu là khi làm những nơi khác. Thì khai đúng không? Kia người ta thuê về đội trên này về. Đúng rồi. Cái đội như Tuấn Long này, Minh Cường này là cái đội đấy. Thầy hay làm ở chỗ Samsung. Là trước thấy Minh Cường này làm. Nơi khác nhiều. Đúng, mình nhận cái chỗ khác thì cũng nhiều hơn ở chỗ đấy. Ok. Hình thì ta nhớ là cách thức đặt tên là gì? Tên dự án nhé, cộng ngày tháng. Thường nếu mà mới làm, chúng ta lên ly thông hành nhé. Làm ngày nào lưu ngày đấy, chắc đúng không? Đỡ bị nó, tại vì nhiều lúc ấy, làm nhiều vấn đề cái mất lưu thông hành thì là cái thư mục mình phải lưu lại. Không, mình CMS này, file CMS nhé. CMS đây. Ok. Nó có đèn hay cũ mà CMS mà. Đây là CMS. Tạo phải mới. Tạo phải mới. Để cho nó nhớ có sai thì hay đúng không? Rồi thì mình còn file backup. Ví dụ lâu lâu rồi thì mình xóa cái cũ đi. Đến file mình giữ đến file là lưu lại cái file mà mình ngày suốt ngày siêu ngày phát hành thì mình lưu lại. Còn đâu xóa hết file cũ đi. Mà gần xong rồi thì xóa đi. Còn lúc làm thì vừa đề phòng thì mình CMS ra. Có hai chế độ CMS, một là CMS nhé, hai là xếp nó như kiểu là copy ra một cái thư mục backup cho mình. Mình chỉ định trước cái thư mục là này, xem grid backup copy này, tự nó chạy luôn, giống như kiểu mình copy từ folder này sang folder khác thôi. Nhưng mà nó sẽ đi vào container này, thiết lập backup nhé, search back nhé, container này, search back. Đây, nó sẽ lưu trong thư mục này. Tích là cho trường một đồ backup. Search backup thì phải tích vào sheet search in all gallery. Đây, vào đây nhé, đây, mình tìm nhé, xem đúng nhé. Ổ C này, mua đồ này, backup này, là cái view trong này. Thì cái này nó sẽ là ngày giờ đi vậy, ngày tháng năm đúng không? Năm tháng này, thời gian lưu. Cái này thì nó sẽ không đổi một số thực tính. Sau người học ấy nó biết nó có cái ID. Nếu mà xếp S thì là cái ID nó thay đổi. Còn nếu mà xếp lên backup copy thì nó lại không thay đổi. Thì ID đấy nó không thay đổi. Giống như cái tên của mình, nếu mà mình xếp S thì tên nó thay đổi. Nên là đây, người ta nhìn này đây. Cái này coi như nó copy từ thư mục này sang thư mục khác. Giả sử mình muốn dùng lại cái backup này, mình copy cái này ra, copy toàn bộ thư mục này, cắt ra ngoài, để ra ngoài thì dùng lại được, giữ nguyên hết mọi tính chất của cái mô hình ban đầu của mình. Thì đây là chỉ là thời gian lưu thôi. Còn muốn làm được ấy, thì tên nhá, một là tên folder này phải giống với tên này, cái tên folder này nhá. Nếu mà không muốn copy ra ngoài thì mình có thể đổi tên folder để giống với file db1 đấy, thì lúc ấy mới mở được. Ví dụ copy này, đây, cái ví dụ này tên hai cái folder và tên file db1 là phải trùng nhau thì chúng ta mở được. Thế được. Đấy, kia là coi như backup thì cái folder đấy mình có thể đặt ra động được. Folder backup thì mình do mình đặt thôi. Ok, quay lại này. Thì hôm trước nhá, thì chúng ta quan trọng nhất là học cái gì ạ? Lưới rồi đúng không ạ? Lưới thì chúng ta chú ý là có thuộc tính nhá. Mà XY thì là tương đối nhá. XY tức là cứ khoảng cách và cách nhau bởi dấu cách nhá. Riêng câu trình Z thì cứ từ bé chúng ta gõ vào. Quan trọng là phương ở label và phương của candidate là phải tên là phải trùng nhau. Còn nếu mà mọi người không thì thích thêm đổi màu lưới này hoặc là khóa lưới lại, nếu mà xong rồi thì chúng ta khóa lưới lại nhé. Còn thế độ thứ hai là vùng nhìn, quan trọng không kém là cái view, đúng không? Cái thức vào view này. Đấy, quan trọng nhất là cái vùng up down. Một cái tên tuổi này thì ok, nhìn cái là biết ngay đúng không? Tên này nha, nó sẽ hiện ở trên cùng này, 3D tiêu này, đúng không? View 4 này, isometric view này, sẽ trùng tên với cả cái lên này, đúng không? Đấy, còn riêng vùng up down là chính là vùng nhìn của đối tượng, ngoài vùng nhìn thì sẽ không thấy. Để up cả down thì chúng ta cứ để xuống dương nhé, không phải âm, view down chúng ta không để âm nhé, cứ để xuống dương. Âm thì nó sẽ thế nào? Nó sẽ nhô lên trên. Đó, ví dụ là, đúng không? Thành đi ngược lại nhé, chứ không phải là đi xuôi xuống kia, mà đi ngược lại.
chú ý nên cứ nhập dương hết. Ok. Còn các lệnh tạo view thì hôm trước chúng ta tạo view theo diện theo trục đúng không ạ? Thì vào view nhé, new view, đấy cứ mục view chúng ta vào mục view, ta tạo các khung nhìn khác nhau thì cứ vào mục view, new view, long list là, thì tạo dọc theo trục lưới. Ngoài ra cách thứ hai là chọn cái hệ lưới đấy, chuột phải, create view, long list là nhé. Nó tương tự đâu, chả qua nó lệch tắt thì đâu. Đây nhắc lại, chúng ta nhắc lại một chút chúng ta cần nhớ có lệnh tắt Ctrl I là vào view list này. Đấy, thì chúng ta kiểm tra các view nhé. Thì có hôm trước là được 9 view rồi đúng không ạ? Các view qua các trục. Thì view nào đang mở thì nó ở visible view. Còn muốn chuyển giữa các view sang trong tab đúng không ạ? Chuyển nhanh thì sang trong tab. Hoặc là muốn mở tất cả các view cùng một lúc thì chúng ta vào window nhé. Tab vertical hoặc là tab horizontal nhé. Nó sẽ mở chúng ta view là đang hiện hành ý, thì nó sẽ có màu đường viền bao quanh nhé. Còn những cái là không hiện hành thì nó sẽ ngoại. Thì khi mình zoom nó sẽ zoom cho view hiện hành dê chuột ấy. Còn nguồn phóng to là chúng ta ấn vào nút phóng to thôi. Chúng ta cứ tiếp tục chạy hệ lưới xong rồi đúng không? Bắt đầu nha, hôm nay điền phần cột trước này. Bắt đầu thẻ trên cùng nhá, thẻ steel này. Đầu tiên là column đúng không? Column là vẽ cột nhé. Cái cột chú ý là mọi người vẽ con một điểm nhé. Ví dụ này, nếu mà mọi người kích lần thứ hai nó sẽ ra cái thông báo như trước đã nói rồi. Trùng nhau thì tốt nhất là cancel đi. Đừng ấn keep nhé. Keep up predicate như là giữ lại cấu kiện trùng nhau. Đây là gì? Những cấu kiện tương đương đang cùng ở cùng vị trí. Nếu mà ai mà cấu kiện có được là sẽ hình gấp đôi đi. Đúng không? Đấy, một là delete up predicate, hai là cancel như nhau đúng không? Nhớ bỏ không đấy. Thì diện cột cũng ra là vẽ con một điểm. Kết thúc để kiểm tra thực tính nhé. Kết thúc vào cột để kiểm tra thực tính nhé. Kết thúc thì tất cả thực tính ở trên bản mới là sẽ ở bên tay phải. Còn nếu mà ai dùng bản 2017 trở về trước thì nó là một cái cửa sổ nó ở giữa này. Một cửa sổ nó bật ra ở giữa này. Nếu mà ai xem video trên nó sẽ thấy một cái cửa sổ bật ra ở giữa. Thực ra nó vẫn là một thẻ thôi. Một cái thôi nhưng mà nó chia ra thành ba thẻ, còn bây giờ gộp hết vào một thẻ giống như là vít đúng không ạ. Thì nó bố trí lại thôi, trên cùng sẽ là tên này. Cái tên trong cái na này chỉ là một cái trường thôi nhé, trường thông tin thôi, cũng không phải là gì cả, giống như không phải két của mình thì đặt tên thì là thành tên của két luôn. Còn cái này chỉ là mục trường thông tin thì khách nhờ gì mình đặt khi mình đặt cột có là cột vậy đúng rồi. Cái này là không phải cái đánh số của mình chứ. Ở trên két là mình đánh số, cái này là C1, C2, C3 này đúng không ạ? Chứ không phải là đặt theo kiểu là tên cấu kiện ra. Đúng rồi, cái này là do mình thích đặt tên gì đặt để mình phân loại này mà. Đấy, quan trọng nhất của nó là một là sẽ là tiết diện này. Đấy. Thì mình xem tiết diện nhá. Bài PDF, bật PDF lên đúng không ạ? Bật bài hôm trước lên đúng không ạ? Bật cái bài hôm trước đi nhé. Bật cái test xem nó tiết diện nó là gì nhé. Đây mọi người trong là phần bài tập ấy. Mở bài đi tiêu linh như này. Đúng không? Thì chúng ta xem tiết diện cột nhá. H300 315 đúng không? Thì trong này nhá, chúng ta tìm bằng cái đặng kích vào dấu ba chấm nhá. Bên phải có dấu ba chấm. Nếu mà mọi người nhớ tiết diện thì có thể gõ trực tiếp vào đây được. Nếu mà không nhớ ấy, chúng ta có dấu ví dụ có H này 300 này. Đấy, nếu mà chưa đúng thì nó sẽ báo dấu chấm than bên cạnh nhé. Còn nếu mà không chúng ta tìm ở trong mục ba chấm này. Thì nó dây ở đây gọi là thư viện tiết diện. Thư viện tiết diện thì chúng ta có thể tìm này, có công cụ profile name ở trên cùng này. Filter là để chúng ta tìm nhanh. Ví dụ bắt đầu bằng chữ gì thì chúng ta gọi H sao, ví dụ bắt đầu bằng chữ H gọi H sao, enter. Đấy, thì tất cả những cái tiết diện H sao nó sẽ hiện ở bên dưới. Ví dụ tìm chữ Y chẳng hạn này. Đấy, chữ Y này, chúng ta kích vào chữ Y này. Y profile, có hình bên tay phải nhé, à bên tay trái của nó. Chúng ta kích vào. Đấy, chúng ta có một list tiết diện, chúng ta kích vào các thử dấu cộng, nó sẽ mở ra. Đây, mình tìm chữ H nhé, H này. H đây. Đấy. Kích vào dấu cộng nhé, cứ kích vào dấu cộng, với bao giờ đến lúc 300-400 thì mình kích vào. Đấy, thì sẽ thấy là 300-310-15. Đây là thép đúc nhé, thép đúc sẵn. Hình đúc sẵn. Thì
bên tay phải của nó sẽ là thông số này, đúng không? H này, V kép này, đúng không? Chiều cao này, đây thì bên này nó sẽ thông số giải thích cho mình nhìn đây này. Đó. Bên tay phải này, thì thông số đây là nếu mà thép đúc ấy, nó sẽ có các bán kính cao, đúng không? Còn nếu mà mọi người muốn kiểm tra thông tin khối lượng ấy, quan trọng nhất vẫn là thông tin khối lượng thì mọi người sang thẻ analysis nhé, cạnh thẻ dần là có thể analysis. Đây thì quan trọng nhất để thông số là gì? Diện tích kêu ra trên mét đấy. Đấy cái này mà mọi người sửa ai không biết sửa mà sai ngay. Hai là cross section area, vậy mình diện tích mặt ngang để ra tính ra thể tích nhân với khối lượng riêng thì ra được khối lượng cấu kiện đâu. Đấy nếu mà không để ý mà người ta sửa lại cái là nguy hiểm. Mình chỉ diện tích mặt cân ngang, diện tích mặt cân ngang này với cả khối lượng trên một mét dài, đó với cả cái khối lượng của material đó, cái chính là cái vật liệu, đúng không? Đấy nhá, cái này không có chu vi, cái này đang tính diện tích của một cái cấu kiện thông số trên thẻ gần cạnh là thẻ analysis đấy, analysis là đây, thẻ bên cạnh này, đấy nhá. Nhìn bên sang bên tay phải những cái thông số nhìn sang bên phải, và bên trái là tên tiết diện, nhớ. Quan trọng nhất là có mục filter nhé. H sao nghĩa là sao nghĩa là đại diện cho tất cả những gì sau chữ H. Nghĩa là bắt đầu bằng H làm việc. Nếu mà gõ H trừ thì phân loại có rõ hơn này. Nếu mà H trừ này, đấy, đúng không? Thì trong này nó chỉ có tiết diện này thôi. Đấy, thì mình cho đúng kích đúp vào nó 300, 315 này, kích đúp vào. Đấy, nó giúp mình filter nhanh hơn. Đây sửa lại nhé. Đây sửa lại này, H trừ này. Enter này. Xong rồi kích vào cái cứ kích vào dấu cộng bao giờ ra đến tiết diện của mình thì thôi. Modify và enter. Chúng ta sẽ được đây là 300, 315 nhé. Cái thứ hai là diện vật liệu. Vật liệu đây ví dụ SF400 nhé. Đây thay S275 bằng SF400 này. Đấy, ta kích vào cũng G3 chấm mà cũng một cái nít sẵn cho mình cho môi trường normal mà. Nếu mà thiếu phải định nghĩa thêm. Thì định nghĩa thêm sẽ hướng dẫn sau. F400 này, ấn Enter cũng được. Có thể gõ được, nếu mà mọi người nhớ ấy, cái này ngắn thì gõ được, cái nào dài không nhớ được ấy, thì mọi người gõ vào, đúng không ạ? Mọi người mới vào Select, đấy, xong Modify nhé. Đấy, thì quan trọng nhất là cái Profile mà PTR rồi, đúng không ạ? Hai cái về định nghĩa một vật liệu và tiết diện. Vật liệu và tiết diện của đối tượng rồi. Fillet này là ô như kiểu mọi người thêm ghi chú thôi, ví dụ hoàn thiện bề mặt nếu có sơn chống cháy hay không hay gì thì mọi người gõ vào đấy thôi. Đấy, sau mình filter ra là dính cái nào này nữa thì đấy sau này sẽ dựa vào trường fillet này. Này đúng không, sơn chống cháy chứ ạ. File popping có biết có dấu được, cái này có dấu phải có kiểu khác unique kia gõ phông antecedent cơ. Đấy, trước này gọi trường thông tin thêm thôi để mình lọc ra nhé. Đấy, class này, class là màu sắc nhé. Trước mình gọi là color thì cái trong này nó gọi là class. Đấy, thì mình cái đây mình thích chọn màu nào thì chọn. Thường thì cùng tiết diện thì cùng màu nhé, nó dễ quản lý. Để mình nhìn phát là biết cái này là tiết diện gì rồi, để cho mình cứ ước. Ok. Ví dụ đây cái chọn sẵn màu 7. Đây, cái tiếp theo numbering series này. Cái này thì mới là cái quan trọng này. Nhưng mà bao giờ học phần đánh số thì mới, chúng ta cứ để nguyên nhé. Để cái này thì mới nhỏ rồi. Đây giống như cái này sẽ là sau sẽ tự động gán tên. Đây, cái C thì cái 1 này. Đây cái này nó gọi là, bên này nó gọi là prefix. Bên này là start number. Nghĩa là số đánh đầu tiên ý. Sẽ là bắt đầu từ 1. Và tên khác nó sẽ tự động gán là 2, 3, 4, 5, 6. Tự nó gán nhé, mình cứ gõ là 1 thôi. Số gốc sẽ bắt đầu từ 1 trở đi chứ không phải là gán bằng 1 nhé. À, bắt đầu từ 1 trở đi chứ phải là bằng 1. Chứ lúc đầu mọi người hay nhầm ý, hay gọi đây là 2 thì không phải đấy. Sau cái đấy sai lầm rất là lớn. Sẽ đi xa sẽ không đánh số được. Cứ gõ bắt đầu từ 1. Cái trên cái bát cũng là thế, cái này nó sẽ phân chia thành hai loại, một là bản vẽ sơ cắt ấy, bản vẽ sơ bát ấy, hay là gọi bản vẽ phôi cắt ấy. Cái dưới là cho bản vẽ cá lắm. Nó sẽ có hai rồi, assembly drawing, cái nó sơ bát drawing. Ở vị trí này giải thích vị trí nhá. Vertical nhá, thì nó xếp, bây giờ mọi người nhìn đây là chính là phương y nhá. Vertical sẽ là theo phương y, theo chiều dương của phương y.
Nếu mà up thì sẽ là theo chiều gì ạ? Dương nhá. Đấy, tiến lên này. Nếu mà không tất cả sẽ vào giữa hết nhá. Đúng không ạ? Đấy, up là theo chiều dương của phương y, còn down là theo chiều âm của phương y, nó sẽ tụt xuống. Còn middle là sẽ vào giữa của tiết diện nhá. Riêng cái cột thì là theo phương y, phương x là phải theo phương ngang, y là phương đứng. Mình không cho p xuống được, không cho p xuống nhịn được. Đấy nhá, chúng ta nhìn đấy. Middle là vào giữa này, down thì là hạ xuống, cho chiều âm của phương y. Up thì là chiều dương của phương y. Đấy, chúng ta cứ nhìn so sánh coi hết tọa độ bên dưới đây này. Thì chúng ta biết sẽ điều chỉnh được. Đấy, còn vào là middle là vào giữa. Đấy, còn nếu muốn lệch ra một số bất kỳ thì chúng ta có ở bên tay phải. 50 chiều dương sẽ tiến lên. Ô là tra bao nhiêu đấy nha. Thì nhà ô không bên cạnh. Cô sẽ là cứ nhớ là vị trí này, phương ngang, phương đứng và phương xoay của nó. Một cấu kiện sẽ có 3 phương. Đấy, nếu mà phương xoay này, top này, top mà cạnh phong sẽ là xoay đi 90 độ. Bách này. Đi lâu rồi. Nếu mà góc nẻ bất kỳ thì chúng ta gõ vào đây. 30 độ chả, thì chúng ta gõ vào đây, nó sẽ xoay nghiêng 30 độ. Các chân P, ấn phía tắt này, các chân P tức ở mặt bằng trong tích là không giới hạn, cứ chuyển 3D mặt phẳng. Cái này hướng xoay của nó lại nghĩa là tốt. Đây, cứ nhìn đây. Xoay thì được chỉ kim đồng hồ, được chiều dương. Đây, người nhìn nó góc 10 độ đây, nó xoay này, xoay người chỉ kim đồng hồ. Rotation là góc xoay, vertical là phương đứng, horizontal là phương ngang. Đấy, thì mai sẽ quay theo đường chiều kim đồng hồ. Trường hợp mà cấu kiện nó bị xiên thì ta gõ góc ở đây. Nha. Nó bị lệch so với không vuông góc của trục. Ta gõ góc ở đây nhé. Còn horizontal là phương ngang, chính là phương x nhé. Trong này horizontal gọi là phương x. Chúng ta cứ nhìn thấy tọa độ tổng thể. X này. Nếu mà mét thì nó sẽ giơ tay trái nó ở đâu thì nó bên trái thêm phương âm nhé, chiều âm. Nó sẽ lên sang trái. Rai sẽ là sang phải. Mít đời sẽ ở giữa. Ok. Cứ hỏi hướng gì cứ hỏi nhé. Vertical là phương y, horizontal là phương x. Rai thì cứ giơ tay phải phải làm, nhìn lên tay phải. Horizontal là treo chiều cái dương của chúng x nhé. Cái này rotation là phương xoay. Rotation chính là rotate này. Vertical là phương đứng, chính là phương y nhé. Đây, phương x là phương nhỏ, phương x là phương ngang. Cứ thử mà phát là... Đấy, nhìn mà nó biết thôi đúng không? Ngay lúc kiểu gì giá sao. Vẽ thử lúc đầu, cái đúng bản vẽ của mình là được, làm sao có đúng yêu cầu thiết kế là được. Đúng không? Đấy, bây giờ người ta đặt cột vào đúng vị trí nha. Thế cái... Đây, còn nữa đây, ví dụ mình đang nhìn đây. Đây là âm 500 đúng không? Cái này là bao nhiêu? Hai cột nha. Hai cột trục máy á, trục 2 này. Trục 2 của mình là ở đây nó là âm đúng không? 5.500 mà trừ đi 300 là 5.200 đúng không ạ? Đây chúng ta cứ nhìn cái này. Người chụp vào A2 thì chúng ta phải lại sau cái định nghĩa trước nhé. Đây thì top sẽ là đỉnh nhé. 5.200 gõ vào đây. Âm thì có âm 500. Đấy nhé. Bottom thì có thể âm dương thoải mái. Top bottom thì có thể âm dương modify. Đấy, nó chụp 2 nhé thì mình có thể move về chụp 2, move về chụp 2. Hoặc là nếu mà nó ở chụp bên kia thì chúng ta đặt luôn nó là cao trình bao nhiêu. 5.5 mà trừ đi 300 vẫn đúng 5.2 đúng không ạ? Vẫn ở vị trí đấy, còn cột ở bên này cũng 5.2 tương đương. Cái này là sẽ xoay ngang ra nhé, nhìn như này đúng không ạ? Thì cột này là ngang ra đúng không ạ? Như phương này là chưa đúng đúng không ạ? Để phong là trở thành top đúng không ạ? Modify để ngang ngang này. Đấy, xong rồi chúng ta vẽ luôn nhá. Cái này sẽ là lệnh mặc định đúng không ạ? Ta đặt luôn sang bên cạnh. Đây. Đúng không ạ? Đây. Cái này di chuyển cột. Không phải di chuyển mà tư vẽ đúng rồi đấy, cần chụp P xuống, có một cái chụp 2 này. Đúng không? Cái này thì mình đặt lệnh thôi, về vào 3D hoặc là vào ấy. Cái này thì khi bắt ở 3D mặt phẳng đều như nhau nhé. Tại vì nó định nghĩa theo tọa độ có top có tầm rồi, mình bắt ở đâu cũng thế thôi. Đúng. Mày đặt cột ở đây cứ kích một lần vào, nó sẽ tự động ra. Đúng rồi, mình vừa định nghĩa. Nó sẽ lấy cái thuộc tính mà mình vừa định nghĩa xong, làm thuộc tính mặc định luôn. Nếu mà như bản cũ ấy, thì mình phải là apply rồi mình cập nhật. Còn bản mới này nó cập nhật theo cái tiết diện cuối cùng mình vẽ. Cái chỗ mà âm 5.200 là có trình đỉnh và có trình đáy. Không, trình trên rồi đến là 5.700. Bảy đúng không? Thì nó
Những người vẽ là xem người bật cái trục để so sánh, bật vào trục 1 hay là trục 2 ấy. Đã, nhìn trục 1 hay trục 2 này. Trục 2 này nhìn nhé. Bây giờ mọi người vẽ trên mặt đứng với mặt bằng đều như nhau thôi, tại vì cái cột nó chỉ vẽ theo một điểm mà. Mình định nghĩ trước cao độ rồi, cao trình của nó rồi. Bây giờ mình phải dịch chuyển làm cột cho đúng. Xoay lại cột thôi cho đúng vị trí vào rotation ấy. Mình quay nó top với bottom đây, như cột này nó bị xoay hướng đúng không? Top mình chuyển thành phăng là được. Còn nếu mà cái cột này bị xoay ngang ngang, đúng rồi thì là chuyển nó phải là top mới đúng. Nhìn hai khung này, người ta tắt bớt view đi nhá. Ví dụ có 9 view đúng không ạ? Nếu mà ai đang mở 9 view chẳng. Đây, người ta tắt bớt view đi. Đây, vào window nhá. Tile vertical. Đấy, để sắp xếp. Bây giờ người ta muốn tắt view nào, người ta tắt đi, đúng không ạ? Ví dụ chỉ để 3D về cái bao nhiêu? Mặt bằng mặt đứng trục B nhá. Tắt hết đi. Dưới đó isometric với cả kia. Window này, tile vertical. Đấy, 3D đây, nếu mà muốn xoay sang 3D đây. Đấy, đúng không ạ? Nhìn song song được. Nhìn này. Cột nhá, cột ra xem còn thực tính là không nhá, tại giải thích tốt này. Cột chúng ta có mục wrapping, cambering với cả shortening. Thì cột thì thường ít khi cambering nhá, nghĩa là làm vọc ấy. Này sẽ sang phần dầm chúng ta giải thích sẽ dễ hơn. Ngoài ra nếu mà trên bản mới chúng ta có công cụ kéo nhanh dầm nhé. Đây chúng ta nhìn thấy đây, chúng ta có thể kéo nhanh đối tượng nhé. Đúng không ạ? Kéo giãn nhanh nhé. Chúng ta kích vào đối tượng là sẽ xuất hiện cái mũi tên. Chúng ta có thể kéo mũi tên lên hoặc là gõ số trực tiếp vào đây. Đây có chiều mũi tên, nếu mà hướng lên ví dụ chúng ta gõ 7000 nhé. Nó sẽ dài 7000. Là ví dụ 5m7, chúng ta gõ 5m7, kích vào cái số này. Mà đi xuống này, gõ xuống và gõ 5m7. Đúng không ạ? 5m7 nó tính từ đầu kia, tính xuống đó, không phải tính vào đầu dưới. Đấy, kích chuột trái một lần này, hướng D sang bên tay kia. Phím tắt của nó là lệnh D nhé, nếu mà không muốn sửa. Lệnh D một lần này, D lần thứ hai sẽ sửa nhé. Nếu mà bình thường này, nếu mà ấn phím D một lần này, sẽ ra như này, nhưng mà mình không sửa được nhá. Ấn D một nữa, chế độ đấy bật lên thì mình có thể kéo thả. Nó gọi là Direct Modification. Ấn phím D. Bao giờ mọi người chọn mà thấy cái mũi tên ý, chọn đối tượng mà thấy cái mũi tên ở bên tay trái của mình ý, thì là đang bật chế độ đấy. Đây, hoặc là cái phím tắt của nó là gì? Đây này, Direct Modification này. Đây, cái này giúp mình chỉnh sửa nhanh kích thước đối tượng. Thì có rất nhiều cách để chỉnh sửa kích thước đối tượng. Đây nha, đấy có mũi tên này, kích vào nó sẽ có mũi tên luôn. Mình dây chuột trái sang, mình dây chuột sang phía trái là nó sẽ có luôn. Đúng không ạ? Đầu tiên mình chọn đối tượng này, xong rồi dây sang trái này. Đấy, rồi kích vào mũi tên này, là kích vào số này đều được. Nếu mà kích vào mũi tên trước thì nó sẽ chỉnh theo hướng mũi tên mình chọn. 10.000 này. Xuống này. Về phím tắt undo thì vẫn cần Ctrl Z thôi. Còn cách chọn mũi tên này gõ 1000 nhé, thì tự động nó sẽ dài lên 1000. Cũng được. Còn rất có như thế, cái trực tiếp mũi tên nó gõ số vào. Nếu mà gõ A còng ấy. Nếu mà gõ ví dụ mình gõ 1000 hả, nếu mà gõ chữ đằng trước là dấu đô la thì nó sẽ là dài 1000 nữa, chiều dài tuyệt đối của thanh này sẽ là 1000. Nếu mà mình gõ dấu đô la đằng trước, nếu mà kích vào mũi tên nó gõ số này, nếu mà không gõ dấu đô la sẽ cộng thêm 1000. Còn nếu mà gì ạ, gõ dấu đô la đằng trước thì là chiều dài tuyệt đối nhé, sẽ là 1000. Muốn kích thước chính xác của một cấu kiện mình phải phải có top bottom chuẩn rồi. Kích thế. Không thì cứ vẽ top bottom chuẩn ok rồi. Thử đi. Ra được cái mũi tên này. Đây này, chưa bật. Cái này. Bây giờ nó đấy, cái màu xanh. Xoay nghiêng. Con gì? Kéo mũi tên được. Kéo trực tiếp vào mũi tên được. Kích vào mũi tên rồi dây chuột trái kéo đấy.
Anh kích vào nói chuyện rồi. Rồi, kéo mức lên đi, dây sửa trái kéo mức lên đi. Thì mình nhìn cái số bên tay phải. Nó lên rồi. Để kỳ dầm cho số 5 bên phải. Đúng rồi, có off kia. Mình phải có cả số này. Có cả số này. Tương tự, thế là nó sẽ lùi xuống. Có 37 là đúng số thì không phải số tay nổi đấy. Tương tự như là có dầm đô la. Mình muốn lên 500 thì chỉ 500 đề. Không, nó có 500 thì phải có mức tên. Cái kia này sẽ tổng chiều dài của nó 500. Cái kích thước này là cái kích thước tổng chiều dài của thống kiện. Nên bảo mũ tên không, này. Có trường hợp mà phải có mũ tên này này. À đây, ở đây. À, mũ tên này, kích thước mũ tên này trong bỏ số. Không, kích một lần, kích chiều dài một lần. Đúng rồi, bỏ số ạ. Nó 1.000 thì nó sẽ tăng. Vâng, lúc đấy mình kéo sang bên này, trái phải như cái gì? Kéo sang trái phải. Bên trái phải, mình kích nó sang bên nào thấp mắt mình, bên nào rộng mình sẽ hiết đến. Mũi tên cũng đơn giản. Đấy, kích mũi tên ạ, 1.000 ạ. Nó số luôn. Đấy. Kích pen thì là sẽ kéo bên gì, còn nó có dấu đô la. Em kích vào đây. Rồi, có số lên cũng gần, em phải kích vào số lên. À. Đấy. Nè. Thì mà kích thức này chỉ trang kích. Cái mũi tên trên dưới thì là số 1.000 ạ. Đâu, thêm dấu đô la. Không, để giảm đi là vừa tăng lên 1.000 nhé. Giờ mình giảm xuống 1.000. Bây giờ mình giải đây. Mình kích dưới phải không? Không, có đây âm 1.000 nữa. À đây âm 1.000 nữa gì? Dạ, có thể. 1.000 trước có số âm sao? Đúng rồi. Số không hiện ra. Và số, có số mới hiện ra cái ô kia. Có, à. Tầm kích một tên rồi có số luôn. Chứ không phải là có lệnh gì đâu. À, lại cấm lên. Đó, có đô la thì là nó sẽ là tuyệt đối đúng không? Chiều cao. Lần mặc định chiều cao là 1.000 có trước nhé. Âm số âm về đằng này. À, đúng không? Phải có âm về đằng trước số âm mà. Chứ phải là 1.000 trừ, 1.000 trừ thì tất là 1.000 thôi. Đúng không? Đúng không? Đúng không? Nó không cho gọi gõ số âm trước hả? À, dạng là dầm lắm, sao có kiện ra cột. Bật chụp B nhìn cho dễ. Đây, thì vẽ qua 2 điểm. Dầm thì vẽ qua 2 điểm nhé, khác cột. Cột thì phải định nghĩa trước tọa độ, còn dầm giả sử mình muốn định nghĩa trước thuộc tính nhé thì giữ kiếm ship. Bật thuộc tính trước rồi định nghĩa rồi vẽ cũng được. Và vẽ trước rồi định nghĩa cũng được nhé. Đấy, có thể vẽ trước rồi định nghĩa. À, định nghĩa xong rồi vẽ cũng được. Thì dầm vẽ qua 2 điểm, giống như lệnh vẽ line của mình thôi. Kích vào dầm, vẽ qua 2 điểm. Đúng rồi, kích vào lệnh bin. Dầm qua 2 điểm đấy nhé. Dầm qua 2 điểm. Lệnh bin. Chris tiêu bin này. Kết thúc vào dầm để định nghĩa thuộc tính cho nó. Đấy, cũng tương tự thuộc tính như của cột thôi. Mình cũng đổi thuộc tính này. Profile này. Đó, nhìn đây là gì ạ? Y450 175. Y450 175. Thì lại tìm ISA. Nha, ISA. ISA. Và mục profile tìm ISA nhé. Dầm đấy thì bắt đầu bằng chữ Y này. Đấy, xong kích vào cộng này. Tìm đến tiết diện Y450 được. Y175 x 11 x 20. Đúng ạ, modify. Đấy, nhìn ở trục B ấy. Trục B là dưới đấy. 450, 175, 11, 20. Đấy nha, thì thông số của nó thì ở bên tay kia. Tay phải rồi. Y450, 175, 11, 20. Đấy, tiết diện là vật liệu thì SF100 có thể có trực tiếp hoặc là gì ạ. Nếu mà sai nó sẽ báo đỏ này. Modify. Màu sắc thì như này Felix cũng như vậy. Nếu mà người muốn đặt không có định cái này thì phải tìm hoặc là filter phải dưới này. Filter này cũng được nhá. Cái filter của Meta nó phải dưới nhá. Nếu mà ai muốn có chữ SF chả. Đấy, filter đấy nó ở dưới. Đấy, còn nếu mà sâu detail này, nhưng mà kích vào sâu detail thì nó sẽ ra thông số của nó. Thì bên tay phải sẽ là thông số, ví dụ 7850 của thép đúng không? Có lượng riêng của thép. Thông số với cái module này tính toán thôi, quan trọng nhất cái thông số này này. Okay. Màu sắc này, không phải giải thích nhạc nữa đúng không? Đây, cái tên này, ví dụ dầm cột thì mình sẽ đặt ở đây này, B là B là D này, đúng không? Ví dụ D1, D2, D3 thì sẽ phải đặt ở đây nhé. Ví dụ mình muốn đặt là dầm chẳng, thì D nhé, có chữ D hoa phải, đúng không? M thì mình gõ M thường. À, ví dụ đấy, khi cái kia nó sẽ là D1 hoặc D2 hoặc D3 chúng ta gõ vào assembly numbering
mục prefix, đây là start number. Được chưa? Đây vị trí giải thích này. Tên này đặt được chưa? Rồi nhá. Giải thích đến portion này, portion của này nó sẽ hơi khác của kia này. Ta bỏ chế độ direct modification nhé, phím D. Để chúng ta nhìn cho dễ nhá, điểm màu vàng, điểm nào điểm màu vàng này. Điểm nào điểm màu tím nhá. Đấy, thì nó có hai đầu đúng không? Điểm start end bình thường sẽ vẽ từ trái qua phải. Đấy, điểm start của nó đây. Lúc nào cũng vẽ từ phải qua trái cũng được. À trái qua phải. Phải qua trái cũng được, nhưng mà cái hướng nó sẽ ngược. Ngược hướng kia. Thì khi đấy nó bây giờ nó mới phát sinh cái trường hợp này on plane. Là gì ạ? Điểm sang trái sang phải. Điểm tím là điểm cuối phải không? Đúng rồi, điểm tím là điểm em. Đây là mình nhìn nhá, start là điểm vàng này. N là điểm. Đấy, nó phụ thuộc luôn, nó kéo giãn ra nó ở mục này. Nhá, on plane này, nhưng mà right này. Mình nhìn trong 3D nhá. Hoặc là nhìn ở trên mặt bằng. Mặt bằng 5.5 đi. Đó, tăng cho P xuống. Đây. On plane này. Bây giờ nhá, chúng ta nhìn từ điểm vàng đến điểm tím nhá. Điểm màu vàng này. Đến điểm màu tím nhá, mắt hướng về đấy, đúng không ạ? Xong chúng ta giơ tay phải thì tay phải nó ở bên này sẽ xuống dưới đúng không ạ? Nhìn từ điểm màu vàng đến điểm màu tím, giơ tay phải ra thì chính là hướng right nhá. Modify này nó sẽ xuống dưới đúng không ạ? Map đây, đúng không ạ? Nhìn này, lên trên này cũng tương tự là nhìn từ điểm màu vàng đến điểm màu tím. Còn nếu mà mình nhìn từ phương ngược lại, nếu mà ai vẽ ngược lại thì nhìn ngược lại điểm bên phải là bên kia cơ. Đấy, nên là chú ý cái hướng mắt nhìn từ hướng nào thì giơ tay phải thì hướng đấy sẽ là bên phải, chính là điểm right nhé. Mét thì là bên trái, mét thì là bên trái nhé. Còn middle là vào giữa. Đấy, cái này nó sẽ khác cái cột, cái này người sẽ là phương ngang không phải phương đứng. Còn vào nó muốn nhìn phương đứng thì nhìn trục B nhé. Đây, ấn đẹp B2 là dưới sẵn rồi, mặc định của dầm bao giờ nó là B2 nhé. B2 hạ xuống dưới, front là lên trên. Đấy, B2 là dưới hết được đúng không ạ? B2 là chiều âm của trục Z đúng không ạ? Chiều âm của trục Z, top front là theo chiều dương, B2 là theo chiều âm. Đấy, còn top này xoay giống như vậy thôi, xoay đi thôi. Top thường đây là một bệnh là top nhé. Back thì quay 90 độ, below cũng thế. Ta thường sẽ để top, đúng không? Đấy, còn cái này nó có thêm thông số gì ạ? Cái kia là top bottom, còn cái này là điểm start và điểm end. Thì mình có thể chỉnh là start chiều dương nhé. Vector dương là theo từ điểm vàng điểm em, một người võ dương ấy, thì nó sẽ co ngắn lại. Nếu mà theo start có âm thì nó sẽ gì ạ? Bên này mà có âm thì đi ngược lại thì vẫn là co ngắn. Dương nó sẽ dài ra, nếu mà em là có dương sẽ dài ra. Điểm vàng này một tí sẽ là trục dương. Rồi này, đấy, mục Poisson này, nhớ on plane là gì ạ? Điểm vàng này tính ra tay phải, ra tay trái nhá. Còn SF thì là theo chiều dương của trục Z. Chiều dương chiều âm của chúng ta. Đấy, start point lên là lên trái. Đúng rồi. Cái SF lên xuống. SF lên xuống. Đúng rồi, lên xuống. Rồi sẵn là xoay, xoay quanh trục. Xoay kiểu nó vào vàng lên mà. Hình tượng nó dễ. Đấy. Còn nó lệch đây là lệch nhá, lệch theo phương Y này. Lệch đấy, lệch một đầu này. Cái điểm vàng này ra 1000. Nếu mà lùi lên tiến xuống thì là nhập theo phương X. Nhập và nhìn thấy số nó, cái này nó trực quan, cái nó sửa, cái nó modify, nó ra kết quả luôn. Còn theo phương Z là chiều dương của phương Z, nhập đi. Xoay thì là rotation rồi. Đây cũng gần như kiểu giống như xoay. Xoay rotation thôi, cái này là trong rotation. X là theo phương X, theo hệ tọa độ địa phương nhé, chứ không phải hệ tọa tổng thể nhé. Đấy, X là X địa phương nhé. Đây là mình theo X mà mình... X địa phương là cái điểm vàng, điểm tím nhé. Chứ không phải là X, X ở trên này nhé. X địa phương. Đúng vậy, từ điểm vàng, điểm tím nó gọi là trục, đấy là trục X nhé. Vàng, vàng, tím là X, còn Y là
vuông góc màn hình. Vuông góc màn hình, tức là vừa gõ y không thấy chuyển biến gì. Thế mà phải nhìn trong 3D cơ. Đúng không? Nhìn trong 3D cơ, cái đấy là phải nhìn trong 3D. Z thì là lên xuống. Phải chọn. Tiếp theo này, mình thích là đây cơ beam này. Cơ beam là dầm máy nhá. Dầm cong. Nhập dầm cong, ví dụ radius này, nhập 5.000. Y là trong mặt bằng thì trong mặt phẳng anh thấy là nhìn ra đây. Đúng không? Nếu mà phân tích chép này, mình là theo không đứng nhá. Đấy, ngon theo không đứng. 1.000 này. Đấy. 2.000 này. Càng to thì càng number segment ấy thì là càng to thì càng vòng nó cong càng nhỏ thôi. Càng nhỏ thì 10.000 nó sẽ nhỏ. Còn số điểm chia nhé, điểm chia này 10 này, 99 này. Nếu mà mình chia càng to thì càng mịn. Ví dụ 1, nếu mà 2 điểm nó sẽ gì? Thành tam giác. 3 điểm này. Hiểu vi phần là chia nhỏ này, chia càng nhỏ thì càng mịn. Tối đa ở đây như chỉ 49 điểm thôi. Mà quá trên 49 điểm thì nó tương tự như cũ thôi, cũng không thêm được nhé. Tối đa chỉ 49 điểm thôi. Có 100 điểm thì nó cũng thế thôi, nó cũng không mịn được hơn. Nhưng mà thật ra mình cong. Nếu mà cong thép tổ hợp đúng không ạ? Cong thép tổ hợp thì mọi người có công cụ trước copy đấy, convert này, thử vào phòng nhé. Thì luôn phải vẽ bằng polybeam chứ không vẽ bằng beam nữa. Polybeam nó sẽ giữ nguyên con beam này, nó vỡ cái này, ví dụ nhìn được cái này nhá. Phá vỡ nhá, xem vỡ không nhá. Blade beam converter. Đấy, công cụ này. Control F này. Này. Bây giờ ví dụ phá vỡ nhá, xem nó có cong nữa nhá, kích vào đối tượng chuẩn giữa. Về thẳng này. Thì khi đấy không bao giờ vẽ dầm cong mà bằng beam cả, mà phải vẽ bằng polybeam. Là tổ hợp là polybeam thì mình explode ra đấy, explode kia chính là thành 3 thằng tép nhé. Còn đây là chỉ là một tép hình đúc thôi. Cái kia là sẽ là phá vỡ ra thành 3 tập, tí nữa sẽ biểu diễn mọi người xem luôn. Giải thích nốt cái bên dưới này, là cái này về 0.0 nhá. Nếu mà muốn vẽ cong, vẽ polybeam. Đừng bao giờ vẽ bằng beam. Cambering này, cambering nó giống như vậy. Giống cong nhưng mà bây giờ là nằm vòng. Tính so với cả điểm ở giữa, giữa trục mà giữa hai điểm vàng điểm tím nhá. Sẽ nhô lên 100, thử xem đúng nhá. Bây giờ mình bật chế độ nhá, bật cái đường line ở đây lên nhá để đo nhá. Cái nút màn hình này. Cái nút màn hình. Display. Mọi người vào Advanced này. Bật phát đi phần line này. Rồi, nó sẽ cái điểm mà chính là cái trục vector ấy. Cái màn hình này. Display này. Event này, bật path send reference này. Sẽ là hai điểm vàng qua điểm vàng điểm tím của mình. Đường line từ điểm vàng đến điểm tím. Đấy, cái màn hình này. Cái thước vào màn hình nhé, không kích vào đối tượng. Kích vào màn hình. Đấy, display. Event. Display, thẻ display đây. Hàng thứ hai từ dưới đi. Dưới cái up down. Đấy, event. Kích vào path reference này. Nên là nó hiện cái đường ấy đây. Modify nó sẽ hiện đây. Đấy không? Đó, hiện lên rồi, bây giờ mình đo nhá. Đo từ giữa ra, tại vì 1, 3, 2 là giữa mà. Đấy, vào Edit này. Công cụ đo là Measure nhá. Đấy, đo theo phương đứng lên, theo đúng 100. Vậy ấn phím tắt, AN, 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 C. AN là tới tổ phím AN, 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 C. AN là modify, AN là OK. Kích thước vào đối tượng. Chuột phải đi đo view nhá, sẽ mất. Nhá, tái tạo lại màn hình nhá, muốn mất cái đường đi phải đi nhá. Cái đường đi tạm thời thôi, đó là temporary đi. Chuột phải đi đo view. Chuột phải vào view nhá, đi đo view. Chuột phải đi đo view. Được chưa? Đi đo view mới đi. Tái tạo lại view, tái tạo lại không nhìn. Nó như là refresh ấy. Giống như lại refresh đấy, giải thích thế là gì? Do vẽ lại view, do rút tái tạo lại màn hình. OK. Chúng ta sẽ làm thế nhé, nghỉ thế. OK. Đấy. Này để về như bình thường nhé. Đấy, nhớ là không bao giờ được vẽ dầm cong nhé. Mà vẽ nhớ vẽ xong rồi coi như là đi tòi đấy nhé. Không bao giờ vẽ dầm cong bằng cái này nhé. Dầm mà muốn explode ra nhé. Dầm thép hình làm sao? Nhưng mà dầm thép tổ hợp ấy, muốn phá thành thép tổ hợp thì không bao giờ vẽ.
Tiếp theo này, lệnh still này, polybeam. Đấy, polybeam ấy mới là cái vẽ để vẽ qua nhiều điểm. Đây, ví dụ mình vẽ hình gì cũng được nhé. Polybeam thì vẽ qua nhiều điểm, vẽ qua L điểm nhé. Vẽ nào cũng được, ra cái hình bất kỳ. Chuột giữa để kết thúc lệnh nhé. Tức ra thì nó kết thúc của nó là chuột giữa chứ không phải enter nhé. Thì trong cái này nó sinh ra một cái điểm gọi là chamfer nhé. Kích vào cái điểm này nó sẽ ra thực tình. Mình muốn lòng cong vòng vòng đặt vẽ cái mái lên cũng thế thôi. Giống như nó ai mà vẽ cái quảng lên nhé, vẽ cái này được. Vẽ cái đường có cùng trao đấy. Đúng không ạ? Đấy, nhưng mà có này vẽ thêm được. Đúng không ạ? Đấy, đúng không? Đấy, cong kia. Đấy nhá. Polybeam nó phải quay L điểm này, ví dụ vẽ dầm cong nhé, bây giờ explode cho người xem sẽ được không nhé. 1 này, 2 này, đúng không ạ, coi như cong như này đi. Đây. Mình cong, ví dụ gõ sửa đây nhé. Kết thúc vào cái điểm point nhé, kết thúc point nó sẽ ra cấn lệnh chamfer nhé. Ra thuộc tính nó có lời chamfer, mọi người sửa cái cong ở đây, rounding này, có chỉ số điểm cong không bác. Cong như này chẳng hạn thôi. Thì mình dùng cái lệnh explode ra như vậy nhé, sử dụng nhé, theo explode đúng nhé. Kích vào đây nhé, chọn đối tượng này, mình chuột giữa. Đấy, đúng không ạ, mà đây sẽ là plate nhé. Đấy, thành tấm chứ. Đấy, thành 3 tấm rồi. Đấy, ta vẽ bằng polybeam thì sẽ cong, vẫn hàm với nhau. Nhưng mà select assembly này, nó vẫn nằm cấu kiện. Mà khi vẽ thì tương đương vẽ 3 tấm ở đây. Thì trong tấm ở đây nó sẽ định nghĩa cái cong. Cái cong sẽ là theo cái chamfer ở điểm này. Mọi người vẽ thử một cái 3 điểm này, có 3 điểm. Xong kết thúc vào cái điểm point nhé, bỏ chế độ sang chỗ D đi nhé. Bỏ chế độ D đi, direct modification. Vẽ qua 3 điểm. Polybeam vẽ qua 3 điểm. Enter điểm nhé, phần chuột giữa thì kết thúc lại. Điểm đầu nó bắt trượt ấy, khi nào ấn ấy mà mọi người ấn ấy nó báo ping một cái là nó báo này ping nó phao ấy thì nó đang chưa bắt được điểm. Này đầu tiên phải chọn đối tượng trước, xong rồi kích thước vào cái điểm point, lại zoom to lên đúng không, tính xác thì zoom to lên. Đấy, xong có rất nhiều loại, nếu mà bắt mép ấy, sau cái tập plate mình bắt mép mình cũng dùng cái này, mà rounding thì là cho cái này, tròn này. Đấy, xong mình gọi bằng cấp 2000 này. Đúng không? Chúng ta đang có polybeam nhá. Đấy, polybeam thì chúng ta chú ý nhá. Mỗi cái điểm của polybeam là có chamfer nhá. Còn nếu mà bây giờ mình kích vào cái điểm đấy thì là lệnh di chuyển nhá. Nó khác đấy nhá. Nó ra thực tính nhá. Đấy, lệnh polybeam này. Đấy, phải qua L điểm. Đấy, cứ nói lại này. 1 này. Có thể phải qua nhiều điểm đúng không ạ? Đấy, là polybeam kết thúc bằng chuột giữa nhá. Đấy, nếu mà cái hình của nó mà không đủ ấy thì nó sẽ ra bị thiếu nét này. Đúng không? Polybeam này. 1 này, 2 này, 3 này, chuột giữa này. Đó. Còn muốn chamfer chuyển cho nó thì ta kết thúc vào cái điểm point này. Chuyển thành rounding nhá. Nó khác một chút so với cái tiếp. Trước nó ra cửa sổ, còn bây giờ nó ra corner chamfer nhá. Nó chỉnh ở đây nữa. 090188 nhá. 090188. 090188 nhá. Bật anh kéo lên, anh kéo lên. 0901198 quên lại. 0901198. 0901198. Đấy nhá. Ok, đấy nhá. Thì trong cái chamfer này chúng ta sẽ nói rõ hơn ở cái mục plate nhá. Cái này chúng ta mới cong, thế còn vát mép nữa cơ. Nếu mà vát xuống dưới này, nếu mà có một kiểu nữa này. Đấy đúng không ạ, hình hình luôn, nhưng mà đấy là kiểu ác, kể trên là rolling, nó vòng lên, cái này vòng xuống, tính thì tâm. Đấy. Tiếp theo là cover beam là cái gì ạ? Cover beam chính là giống như cái lệnh beam mà mình đặt sẵn cái bán kính ở trong beam ấy, nhá. 1 này, 2 này, 3, thì cái điểm thứ hai là sẽ tạo ra là gì? Cái đường cong bán kính của mình luôn. Đây là hơi ngoằn mèo tí.
Đồ bim này, 1 này, 2 này, 3 này. Kiểm tra chỗ khác xem, nhảy ra chỗ khác. Đây, đúng không ạ? Cái này mình để cong ở chế độ ấy đúng không? Theo phương xy để xz này. Nhìn trong 3D nữa, cái này nhìn trong 3D nữa, để trong cả hai view để nhìn nhá. Xem phơ nhá. Lúc vào là đối tượng đây thì mình chỉnh cái này thôi đúng không ạ? Nó lên thì để dương thôi. Nó cơ cái kia thì giống cái bim đúng không ạ? Chỉnh bán kính thế thôi. Hai cái đều cong như nhau. Đều cong như nhau.